Trong chuyến hành trình lần trước, chuyến xe của con đường võ học đã đến với Cần Thơ, trung tâm của vùng đất chính rồng. Thật may mắn, qua trò chuyện với người dân bản địa, hai chúng tôi đã biết đến một môn phái đặc trưng của vùng đất Tây Đô có tên gọi Thiếu Lâm Song Diện. Âm dương, rồi có tình, có lý, có cái võ như cái đạo cũng phải có, quyền và cước cũng phải đi đôi với nhau, rồi có nhu, có cương, đó có nghĩa là như vậy. Trong logo của môn phái Thiếu Lâm Song Diện, bàn tay nắm thể hiện quyết tâm phá bỏ những u mê để hướng đến đạo đời, bàn tay xòe thể hiện tinh thần dùng võ đạo để tu tâm. Xin giới thiệu cùng với anh Tùng Duy Nhất là trên đường chúng ta từ Cần Thơ đi vào huyện Cờ Đỏ là nơi của võ sư Trần Hoàng Vũ mà tôi đã giao cho võ sư Trần Hoàng Vũ làm trưởng môn, vì sức khỏe hiện tại cũng đã bị giới hạn nhiều, không có đảm trách lâu dài được. Xét thấy thì Trần Hoàng Vũ có cái tư cách rồi về đạo đức, rồi đã có về cái năng nổ và có bầu nhiệt huyết để xây dựng môn phái phát triển lớn mạnh thêm, cho nên tôi đặt hết niềm tin cho Trần Vũ. Trước mà Vũ học võ bên thầy thì đi di chuyển từ Cờ Đỏ lên hay là ở luôn lại Cần Thơ học? Thời gian đó là Vũ đi làm rồi bộ đội rồi đó, rồi đóng ở Cần Thơ, nên theo cũng mấy năm đó là theo học của tôi ở đó. Từ lúc mà anh Vũ theo thầy á, là khoảng thời gian tính đến thời điểm bây giờ là đã bao nhiêu lâu rồi thầy? Tính ra gọi là gần 20 năm. Bây giờ anh Vũ là sống ở tại Cờ Đỏ luôn hả? Ừ, sống ở Cờ Đỏ luôn. Từ đó là mở phòng tập ở dưới đó, xong rồi phát triển miết tới bây giờ luôn. Đúng rồi, phát triển hiện tại là khoảng 4 sân của huyện Cờ Đỏ, rồi một sân ở huyện Vĩnh Thạnh nữa. Vũ chạy cách 10 cây số cũng chịu khó, đúng là cũng có tâm huyết mở rộng phát huy thêm môn phái đó. Và tôi cũng cảm thấy rất là mãn nguyện và hài lòng. Sau gần một tiếng đồng hồ, xe đã đưa chúng tôi đến huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đi từ đằng xa, đã nghe âm thanh của lớp học võ khiến cho góc quê trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Lúc này cũng đã tầm 10 giờ trưa, trời cũng đã nắng gắt hơn, nhưng không khí của sân tập vẫn nhộn nhịp và sôi động. Thưa sư phụ mới lên. Nghỉ! Tất cả các em chú ý. Chào. Ấn tượng đầu tiên của tôi về vị trưởng môn phái Thiếu Lâm Song Diện đó là một sự uy nghi nhưng lại vô cùng gần gũi. Em tham gia môn phái Thiếu Lâm Song Diện ngay từ nhỏ, được sư phụ dạy. Bây giờ là sư phụ đã lớn tuổi rồi, thì cái trách nhiệm gánh vác môn phái thì các anh đều bận, cho nên là em cũng cố gắng bỏ công bỏ sức ra để mà chấp trưởng chỗ sư phụ, rồi để làm phát triển võ thuật của huyện, của môn phái, của thành phố. Cho Tùng hỏi là tất cả những cơ sở vật chất đây là Vũ tự bỏ ra để làm, hay là có sự hỗ trợ của chính quyền, của liên đoàn hay là của xã, của huyện gì mình? Cơ sở vật chất thì là của cá nhân em thôi. Vì yêu nghề, vì nợ sư phụ, nợ quê hương, nên cố gắng đầu tư để
để làm cái gì đó, một chút công sức gì đó để cống hiến cho địa phương mình, có một số võ sĩ nổi tiếng chẳng hạn, sau này nó theo Duy Nhất, nó nổi tiếng Duy Nhất hay sao, phải không? Đó là cái điều tốt đẹp gì sao. Bây giờ đây, em đây thì em ít có tập về quyền này kia nào lắm, em chuyên đánh đối kháng, cho nên là mời anh Tùng với sư phụ với Duy Nhất sang xem mấy cháu nó biểu diễn dài thế. Về huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, tôi lại được mở rộng thêm kiến thức của mình trong phần đấu đối kháng. Chưa nắng gắt, nhưng không vì vậy mà suy giảm tinh thần tập luyện của các võ sĩ. Trải qua thời gian tìm hiểu những tinh hoa của môn phái Thiếu Lâm Song Diện, tôi quyết định tìm gặp các vị võ sư để trình bày ý định của mình. Từ Cần Thơ đến với lò võ của anh Vũ, thấy tất cả các bạn đang tập luyện, con cảm thấy rất là háo hức và rất là mong muốn được thầy Tư và anh Vũ có thể cho phép con được gia nhập vào môn phái Thiếu Lâm Song Diện của mình để được học hỏi những kỹ thuật, những cái hay của môn phái của mình. Thì xin thầy Tư với lại anh Vũ xem xét thế nào ạ? Môn phái thì lúc nào cũng mở rộng vòng tay để đón các võ sinh xin gia nhập, nhưng mà phải qua sự thử thách theo đúng môn quy của môn phái. Để chuẩn bị cho buổi thử thách dành cho Duy Nhất sắp tới, hai vị võ sư quyết định dành trọn buổi chiều để cùng nhau bàn bạc sắp xếp. Đây là cái điểm em cần phải vượt qua Duy Nhất ạ. Em phải đào cái hố cho anh. Hố em cần đào là chiều sâu là 90, từ đáy lên 90 bằng mặt này. Em thấy không? Nè, 90. Rộng 80. Đây. Sau khi cho tôi xem qua một hố đất đào sẵn, võ sư Hoàng Vũ đã dẫn tôi đến một khu đất khác với độ cứng và khô hơn. Em có thể là thực hiện cái công việc của mình đi nha. Thôi để chú khai trương cục anh. Ai à. Cố gắng nha. Dạ. Muốn học võ phải chịu vậy thôi. Dạ, cố gắng Duy Nhất. Dạ. Mọi thử thách khó khăn nha. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức mình. Đào hố này không biết mấy tiếng đồng hồ nữa. Cũng may là hồi nhỏ cũng ở quê cũng biết cuốc đất rồi xúc đất cắt cỏ ra ngoài đồng đào dế, giờ được xúc đất ước gì mưa một xíu cho nó mát. Sau đây là ca khúc Mưa Phi Trường. Bước bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi, đất vẫn còn nhiều đây, biết bao giờ đào đủ hố đây. Đi về mệt quá. Có khi nào thầy giấu vàng hay giấu gì dưới đây không ta, kêu mình đào lên. Nhiều khi vậy mà cũng ngon. Kệ, cho gì lấy đó à. Nhưng mà này 1 mét rồi em ạ. Vậy là tốt rồi, cực kỳ tốt rồi. Nhưng mà chưa đâu nha. Thầy sau khi kiểm tra cái hố thì thầy đồng ý. Kết quả cái hố rất là tốt, nhưng mà tưởng là được nhập vô môn phái rồi. Thì ai ngày là mừng hụt. Mừng hụt còn thử thách nữa. Thử thách tiếp theo mà hai vị võ sư dành cho tôi, đó là nhảy bật từ hố lên trên mặt đất và nhảy ngược từ mặt đất xuống hố. Điều kiện đưa ra cho tôi là phải làm động tác này mà không được xoay người lại và làm liên tục trong 5 lần. Rồi bắt đầu. 1 2 3 4 5. Rồi chúc mừng Duy Nhất. Vì mình cũng có thể lực cũng như là cũng tập luyện võ từ nhỏ nên là có cái độ bật tương đối tốt, thì cũng thực hiện được 5 lần, tưởng là thành công rồi, sướng rồi, được tập là Thiếu Lâm Song Diện rồi. Ai nghe, lại thêm một thử thách nữa, lại phải đeo vô chân.
hai cục chì, mỗi bên nặng 1 kg, nhảy xuống dưới hố thực hiện thêm 5 lần nữa. 1, 2, cứ từ từ thôi. 3, 4, cứ từ từ thôi. 5. À, chúc mừng Duy Nhất rồi. Thành công, tốt đẹp. Ý của anh á, muốn em đào cái hố như thế này trước khi nhập môn á, là nó có rất là nhiều ý nghĩa. Cái thứ nhất là nó thể hiện được cái tính chịu khó. Cái thứ hai, đào là mình dùng gì? Dùng tay, là thể hiện cái lực của cái tay. Sau khi đào hố xong thì là Duy Nhất phải nhảy lên để anh kiểm tra coi cái trước tiên là cái xương sống em có tốt không, có khỏe không. Rồi nhảy, nếu mà nhảy cảm thấy được rồi đeo chì là để kiểm tra bộ chân em có khỏe hay không. Đặc thù của miền Tây mình á, thì sông nước, rồi mương rãnh ao hồ á, thì võ sĩ thì cũng phải biết là nhảy lên nhảy xuống lao động, rồi bưng vác lúa phân bón nhảy qua mương rãnh. Cái đó là cái quan trọng nhất của một người dân miền Tây. Cho nên là cái chuyện mà đào mương, nhảy mương là bắt buộc em phải vượt qua thì mới gia nhập được. Yeah. Thế đấy. Yeah. Ừ. Phép thầy hồi nãy thầy nói là mang một bao chì thì mỗi bao nặng bao nhiêu thầy? 1 kg. 1 kg vậy thầy có thể cho phép em kiểm tra thử coi. Được. Dạ, chì thiệt á chú Tùng à, không phải chì giả đâu. Rồi mời anh Tùng. Tổng cộng là 4 tấm. 4 tấm. À, mỗi tấm 2 lạng rưỡi. 2 lạng rưỡi. 2 lạng rưỡi. Vậy thì nói cho vui thì cảm ơn Duy Nhất là trong cái cuộc hành trình này có một lần thử thách á, là Duy Nhất phải leo lên và nhảy xuống, thì lần thử thách này á, là đào xuống và nhảy lên. Vậy. Hôm nay môn phái Thứ Lâm Xuân Diện có làm buổi lễ để thu nhận môn sinh mới vào môn phái Thứ Lâm Xuân Diện, đó là môn sinh Nguyễn Trần Duy Nhất, có làm gửi đến một món quà để xin được gia nhập vào môn phái. Tôi cũng thay mặt môn phái công nhận và đồng ý cho môn sinh Nguyễn Trần Duy Nhất vào môn phái Thứ Lâm Xuân Diện. Và những chi tiết lễ thì mời trưởng môn là võ sư Trần Hoàng Vũ. Môn phái chúng tôi cũng ghi nhận lòng thành và tiếp nhận lễ vật để thượng lên bàn tổ để chúng ta tiến hành lập lễ. Cái điều trước tiên mà ta gia nhập môn phái Duy Nhất ạ, thì em phải hiểu và là làm theo được 5 cái điều quy định trong môn phái. Điều thứ nhất là ta tuyệt đối chấp hành chủ trương và pháp luật của nhà nước. Điều thứ hai là nêu cao tinh thần thượng võ, giúp đỡ người yếu đuối thế cô. Điều thứ ba là đoàn kết nội bộ và tôn trọng môn phái bạn. Điều thứ tư là không lợi dụng võ thuật làm điều phi pháp gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội. Và điều thứ năm nữa là ta là rèn luyện thân thể tốt khỏe và có sức khỏe tốt để lao động sản xuất. Em sẽ cố gắng học những điều hay cũng như là những gì do thầy truyền dạy cho em, và em sẽ cố gắng rèn luyện mỗi ngày để bản thân của mình tốt hơn và sống là một người có võ nhưng mà phải đạo đức và sống có ích cho xã hội. Vâng, vậy là tốt rồi. Thôi đề nghị mấy em võ sinh quan nhân. Nhận được tràng vỗ tay chào đón từ các môn sinh của môn phái Thứ Lâm Xuân Diện khiến tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi. Đó như một động lực mạnh mẽ giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Nhận bộ võ phục từ tay võ sư Trần Văn Tư, tôi nguyện hứa với bản thân phải cố gắng hết sức mình cho những chuỗi ngày tập luyện sắp tới. Con hôm nay cũng xin ý kiến sư phụ là về phần quyền của môn phái, mà về quyền tinh hoa của môn phái mình, bài may qua quyền thì ai sẽ dạy cho Duy Nhất hay sư phụ? Để mà khai quyền của môn phái Thứ Lâm Xuân Diện mình thì sư phụ sẽ dạy cho Duy Nhất bài may qua quyền. Dạ. Là bài đặc trưng của môn phái. Dạ. Nhiệm vụ của con là mạnh về đối kháng, con. Dạ. Sẽ huấn luyện cho Duy Nhất về những cái tinh hoa gì đó của đối kháng. Dạ. Để Duy Nhất được phát triển mạnh thêm. Chỗ Sư Sơn sẽ trực tiếp huấn luyện cho Duy Nhất bài lôi của môn phái. Dạ. Trong lúc hai vị võ sư họp bàn kế hoạch giảng dạy,
anh bạn trẻ duy nhất đã tranh thủ thời gian ra phía sau sân tập đánh với trụ, mục đích nhằm tăng sức mạnh cho đôi tay. Xem ra anh bạn trẻ này rất hào hứng, nôn nóng cho buổi tập luyện sắp tới đây. Mai Hoa Quyền là bài quyền đặc trưng của môn phái Thiếu Lâm Song Diện. Đây là bài quyền kết hợp nhuần nhuyễn giữa các đòn tay và đòn chân. Khi phân thế, bài quyền này thiên về phòng thủ hơn tấn công. Tuy nhiên, nếu đối phương không đề phòng, áp sát ta, ta sẽ bất ngờ biến chiêu, khiến đối phương trở tay không kịp. Theo những gì võ sư Trần Văn Tư chia sẻ, thì khi môn sinh tập luyện bài quyền này, thì sẽ dễ dàng nắm bắt được những đòn thế khác của môn phái Thiếu Lâm Song Diện. Mấy tổ, đã rồi. Người về dậm roi xuống thật mạnh, bước sang trái, phát tay ngang mặt chào, đỡ coi lên, tay trái chụp vô, lui cho phải về, thủ, mắt trên đâm hạ mau đi, gạt qua một cái, đập thì đầu côn, xoay lưng đâm hạ thúc bồn, bước về mà đánh xuống con cửa gàng. Hoành hữu tà gốc bông ngang, bước về mà khắc quỳ phan tức thì, xe lưng mà quất mạnh đi, gạt qua một cái đập thì chân cao, chạy về đóng lại coi nào, đỡ lên bổ xuống tém mau đâm liền, che đầu là ngọn lan thiên, không bỏ qua, tém lại, trở về bãi sư. Đòn đầu tiên là đối phương đấm tay tiền vào mặt ta, à đấm, mình lách qua tán, một, hai. Đòn thứ hai họ đấm tại sao, trong cái võ cổ truyền mình là cái thang điểm chấm điểm đánh ngã rất là cao, cho nên là anh khai thác cái đòn đánh ngã rất là nhiều. Rồi 1 2 3, đúng rồi. Đòn thứ ba tức là cái đòn rv đó, đòn rv 1 2 3. Tại vì cái đòn rv thế mạnh là phần tay trên, cái chân họ là có chỉ một chân làm trụ thôi, thì ta tấn công vào cái điểm yếu của chân thì tất nhiên là họ tự té thôi. Càng mạnh là càng dễ té, đúng rồi, đúng rồi. Rồi ta tập thêm, họ đá đảo sơn bằng cái chân hậu, chân sau á, thì ta vẫn áp dụng đòn đánh ngã thôi. 1 2 3, cái tay quật mạnh duy nhất, chính xác rồi. Bây giờ là đá chân sau, để bây giờ người ta đạp, rồi đạp chân tiền vô. Cái này chắc là duy nhất biết rồi, tại cái này Muay Thái là anh thấy là duy nhất sử dụng cái này nhiều rồi, phải không? Mình lại tiếp thêm một đòn đá chân sau, đạp trực diện, đá chân trước đó, bắt buộc cái tay này ta phải cập đây, ta không đá đây người ta đá vô mặt, cho nên là mình phải che trước đây, bắt đúng rồi, chính xác, bẻ co lại em ạ, bẻ mình gập cái gối lại. 4 cái kỹ thuật tập vừa rồi thì có kỹ thuật khi mà địch thủ đá chân trái thì mình bắt chân á, vừa bắt chân phòng thủ và quýnh ngã. Đó là kỹ thuật kết thúc đòn khá là hay và tốt. Những cái đòn đánh như vậy thì sẽ làm cho địch thủ bất ngờ khi bị ngã xuống, thì bẻ được cái khớp gối với lặn địch thủ ngã xuống thì mình sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn. Từ những cái đòn thế như vậy thì mình sẽ áp dụng vào trong thực chiến bằng cách là mình sẽ dụ địch thủ tấn công trước, sau đó thì mình phản đòn, chứ mình sẽ không chủ động tấn công nhiều. Cho nên là những cái kỹ thuật thực chiến trong boxing của Thiếu Lâm Song Diện rất là hay.
Trong lúc anh bạn duy nhất ôn lại những động tác đã được học, thì tôi được võ sư Trần Văn Tư trực tiếp hướng dẫn cho một bài tập dưỡng sinh của môn phái Thiếu Lâm Song Diện. Trước tiên là để tiến hành cái chương trình mà kiểm tra duy nhất, mấy em võ sinh cờ đỏ cũng bằng tấm lòng của mình, hai cháu 13 tuổi mà hạng cân là 26 kg, cũng xin là đánh cống hiến rồi để xin tặng chương trình và anh Tùng duy nhất và mọi người một hiệp đấu dùng đoàn thế của môn phái Thiếu Lâm Song Diện. Chúng ta đề nghị quan nghênh, xin phép ngay sư phụ. Thì khi mà thấy hai bạn còn khá là nhỏ, nhưng mà với lối đánh di chuyển rồi đòn tay cũng như đòn rv rồi đòn chân rất là hỗn hợp, ở đây giống như là một nơi ươm mầm cho những thế hệ trẻ. Dùng tiếp theo lời của duy nhất về cái nhận định thì vì các em ra đòn rất là dứt khoát, rất là dũng mãnh, trúng đòn nhưng mà vẫn không choáng, có nghĩa là các em có luyện tập có được cái thế lực rất là dẻo dai và tốt. Sau khi mà xem trận đấu của hai võ sĩ nhí Thiếu Lâm Song Diện mình rồi, thì bây giờ xin phép sư phụ anh Tùng cho phép em kiểm tra duy nhất những cái kiến thức mà duy nhất đã học những cái ngày vừa qua. Trong thời gian qua là em học của môn phái là thế đánh đối kháng và một bài quyền và một bài roi. Anh đề nghị em chọn cái thâm nó trúng công rơi trong cái bài nào thì em chỉ cần là thị phạm bài đó thôi. Mai Ho Quyền. Là người trực tiếp truyền dạy cho Nguyễn Trần Duy Nhất bài Mai Qua Quyền. Tôi rất khen Duy Nhất và đề nghị quán nhìn chung để khích lệ tinh thần của võ sinh Nguyễn Trần Duy Nhất. Trước giờ diễn ra trận đấu với anh Duy Nhất, tôi cũng có đôi chút lo lắng, nhưng anh Nhất thì thi đấu môn Muay Thái, còn tôi thi đấu môn võ cổ truyền. Hôm nay anh Nhất thi đấu giao hữu với tôi là môn võ cổ truyền nên tôi rất là tự tin và thi đấu với anh Duy Nhất. Thank you.
Hết hiệp. Cá nhân anh Vũ á, nhận xét em áp dụng những cái đoạn thế của môn phái Thiếu Lâm Sông Diện mình rất là đạt. Đạt nhất là những cái đoạn đánh ngã á, cho nên là anh nhất trí là duy nhất là đã thực hiện tốt cái phần đối kháng. Trong phút chia tay vẫn phải đến. Tuy rằng trong thời gian đến không phải là nhiều, nhưng mà Nguyễn Trần Duy Nhất tiếp thu rất nhanh và học hỏi được nhiều. Có thể là Nguyễn Trần Duy Nhất là đi một ngày đàn mà để học một sàng khôn, thì đi nhiều nơi, tích lũy nhiều nơi, nhiều những tinh hoa võ thuật khác nữa, gửi gắm hết cho Nguyễn Trần Duy Nhất để là một võ sĩ bất bại của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Con sẽ luôn luôn ghi nhớ những lời thầy đã dạy. Thì đi một ngày đàn học một sàng khôn, thì đến mỗi nơi thì mình sẽ cố gắng học hỏi cũng như là trao dồi thêm cho mình kiến thức. Hành trang trên cái chương trình con đường võ học của mình nó sẽ dày hơn, nhiều hơn. Tôi muốn nói rằng là môn phái Thiếu Lâm Sông Diện chúng tôi rất là vinh dự được đón nhận Duy Nhất là một võ sinh của môn phái. Đó là cái niềm vui, nhưng mà hợp tan cuộc vui nào cũng tàn, cho nên là tới giờ ta chia tay rồi. Bằng tấm lòng của người dân Cờ Đỏ, anh thì không có cái gì hơn ngoài tấm lòng, cho nên là anh có một món quà nhỏ nhỏ của quê hương, là hạt gạo của quê hương từ đồng ruộng này mà ra. Anh sẽ gửi tặng cho Duy Nhất và anh Tùng món quà, lúc nào đó ăn rồi nhớ lại anh em quê hương Cờ Đỏ lúc nào cũng yêu mến Duy Nhất và chương trình Con Đường Gió Học. Xin tặng anh Tùng. Hồi nãy giờ các con có nghe sư phụ con nhắc nhở gì bạn Duy Nhất không? Các con có mơ một ngày nào đó giống như anh Duy Nhất không? Nếu như vậy á thì tụi con phải học, phải tinh luyện nhiều hơn nữa. Anh Duy Nhất học võ từ nhỏ giống như tụi con á.